xin chào tất cả quý vị và các bạn hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục cái phần mềm kế toán dành cho thương mại và và kinh doanh dịch vụ à, bây giờ chúng ta sẽ vào phần mềm đăng nhập vào phần mềm bằng tên abc hôm trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách thức để các bạn có thể nhập kho uh, các cái loại hàng hóa chúng ta mua vào Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn xuất bán hàng và thu tiền bán hàng. Đầu tiên chúng ta vào cập nhật số liệu vào chứng từ bán hàng hóa và thành phẩm. Khi các bạn xuất hàng hàng hóa ra khỏi kho và bán ra khỏi công ty, các bạn sẽ phải viết hóa đơn. ở chúng ta sử dụng cái chức năng là hóa đơn bán hàng kiêm viết xuất kho. Chúng ta vào và chúng ta bắt đầu vào cái nút lệnh nhập mới các bạn lưu ý là loại hóa đơn ở đây chúng ta uh, có thể xóa và đưa ra uh, xem là trong này chúng tôi chỉ để một cái loại hóa đơn duy nhất là cái loại hóa đơn xuất bán các bạn lưu ý là ngày xưa có thể quy định cái việc bán hàng nội bộ nhưng bây giờ gần như là tất cả mọi cái bán hàng đều được quy về thành là xuất bán hết và ở cái ô mã khách hàng thì chúng ta lưu ý là cái cách tìm kiếm mã khách hàng nó cũng đơn giản như ở phần nhập và phần thu tiền uh, phần chi tiền ví dụ ở đây chúng ta bán hàng cho điện lực nghệ an chúng ta chọn điện lực nghệ an và chúng ta enter ở đây chúng ta có thể đánh là xuất bán hàng uh, hóa ở đây chúng ta ghi tài khoản nợ là 131 các bạn lưu ý là cũng như cái phần nhập hàng ấy thì cái phần uh, uh, bán hàng À, khi các bạn hạch toán qua cái tài khoản nợ 131 là tài khoản công nợ thì các bạn lưu ý là à, khi các bạn thu tiền hoặc là à, cái người mua chuyển tiền cho các bạn qua tài khoản ngân hàng các bạn chỉ cần hạch toán ngược lại 131 là chúng ta có thể có tất cả cái sổ như là sổ kho cho đến là cái sổ kế toán công nợ và các cái báo cáo liên quan đến bán hàng doanh số chúng ta có thể ghi ở cái phần nhóm hàng, cái phần nhóm hàng này là chính là cái phần mà à, nó lên trên cái bảng kê thuế đầu ra. Sau này các bạn kết chuyển sang phần mềm hỗ trợ cái khai thuế thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng là nhóm hàng, à, sử dụng cái này chính là cái tên hàng hóa trên cái hóa đơn bán hàng trên bảng kê của các bạn. Ở đây chúng ta enter đến ngày nhập. Ví dụ chúng ta à, ngày hạch toán chúng ta ghi vào ngày mùng 5 tháng một. À, ký hiệu mẫu số hóa đơn thì các bạn các bạn biết là ở cái cái thông tư mới nhất của Bộ Tài chính thì thì cái việc kết xuất trang phần mềm hỗ trợ cái khai nó đã thay đổi và thêm cái phần ký hiệu mẫu số hóa đơn. Các bạn ví dụ ở đây các bạn ghi GTKT 3 gạch 001 và cái số seri thì các bạn hiểu đơn giản là chúng ta sẽ phải đánh vào cái số series ví dụ như thế này. Và cái số hóa đơn ấy thì các bạn lưu ý là chúng ta mặc nhiên để là một cái số uh, Hóa đơn và cái số hóa đơn này nó tự động tăng lên sau mỗi lần nhập Và theo quy định chung thì cái hóa đơn bán hàng kiếm rút kho nó sẽ không Nó sẽ không được um, trùng số có nghĩa là cái chức năng này các bạn khi đánh vào cái số chứng từ này Thì có nghĩa là nó không được trùng cả cái số trước Các bạn vào enter tiếp Và các bạn sẽ di chuyển ô mã hàng ở đây chúng ta enter để chọn có và nhập cái loại mã hàng mình bán ra. Ví dụ chúng tôi bán ra cái loại hàng hóa là không hàng hóa số 1. Chúng tôi bán ra ở kho khuyến mãi à, ở kho công ty. Như vậy ở đây chúng ta ví dụ chúng ta bán là 12 hộp ở đây cái giá bán là cái giá mặc nhiên sau mỗi lần bán thì chúng ta lưu chứng từ thì chương trình nó tự động lưu vào cái 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 giá cuối cùng của các bạn bán vào cho cái trong danh mục thì các bạn thấy là chương trình nó tự động đưa ra cái giá bán ở đây thì chúng ta có thể đánh lại ví dụ ở đây chúng ta bán 80.000 thì các bạn thấy là à, sẽ nhân ra cái cái lượng tiền là 960.000 và ở đây các bạn lưu ý là có một cái phần nữa là khi các bạn đánh vào đây cái tỷ lệ chiết khấu ví dụ chúng ta có thể chiết khấu nếu mà không có chiết khấu thì chúng ta bỏ trống nếu chiết khấu hàng này 10 phần trăm thì chúng ta đánh vào 10 phần trăm chương trình sẽ tự tính ra cái phần chiết khấu và có một phần nữa là cái phần khi các bạn đã đánh vào cái tài khoản chiết khấu ở à, đánh vào cái giá trị chiết khấu thì các bạn sẽ phải nhập vào cái tài khoản chiết khấu ở đây các bạn có thể là nhập vào cái tài khoản 521 thì các bạn thấy là 5211 chính là cái chiết khấu thương mại. Các bạn đánh vào cái enter. Đây các bạn có thể bán cái loại hàng hóa thứ hai, chúng tôi chọn tiếp cái loại hàng hóa thứ hai để chúng ta bán ra. Ở đây chúng ta ví dụ bán 20 hộp chúng ta bán với giá 15 000 thì các bạn thấy là cái phần hàng hóa này nó không có cái cái chiết khấu ở đây cái chỗ mã thuế này các bạn lưu ý là các bạn đánh vào ví dụ thuế 10 phần trăm các bạn có thể thấy là khi chúng ta đánh vào cái mã thuế thì, thì thường là cái um, um, các bạn đánh vào một vài ký tự thì các bạn thấy là các bạn sẽ chọn được là cái mã thuế là là bao nhiêu ở đây chúng ta thấy là trong cái trường hợp này thuế được tính vào cái hàng hóa là cái thuế đã tính tiền thuế sau khi chiết khấu. Chúng ta có thể sử dụng chức năng là tính giá thuế trước chiết khấu nếu các bạn muốn. Các bạn có thể tích vào đây thì các bạn nhìn thấy sự thay đổi ở cái 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 hàng hóa à, ở thay thay đổi cái tiền thuế và cái tổng thanh toán. Sau đây các bạn chọn lưu chứng từ các bạn thấy là một cái bảng nó hiện ra cái bảng này nó hiện ra là do ở trong cái danh mục khách hàng chúng ta nhập cái đối tượng là điện lực nghệ an lại không có mã số thuế thì đương nhiên chương trình sẽ hỏi lại vì cái hóa đơn này sẽ được đưa vào cái hóa cái bảng kê hóa đơn giá trị các cái bảng kê thuế đầu ra nên là nó sẽ hỏi mã số thuế của các bạn ví dụ chúng tôi nhập mã số thuế của đơn vị như vậy là các bạn thấy là trên một cái hóa đơn bán hàng như thế này các bạn nhìn thấy là có phần giá vốn à giá bán và thành tiền ở sau này có một cái cột nữa hai cái cột nữa là cột giá vốn và tiền vốn các bạn lưu ý là cái cột giá vốn và tiền vốn này sau cuối mỗi tháng các bạn tính giá bình quân thì chương trình sẽ tự động tính và áp vào cái phiếu nhập này và đồng thời hạch toán luôn cái 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 uh, cặp định khoản giá vốn ở đây theo cái tài khoản này các bạn thấy là như thế là chúng ta đã nhập xong cái phần uh, uh, hóa đơn bán hàng kim xuất kho chúng ta có thể vào ở cái góc nhỏ phía dưới màn hình để chúng ta xem báo cáo về bán hàng và công nợ. Thì các bạn thấy là chúng ta đã nhập xong cái hóa đơn bán hàng, tương tự như vậy các bạn có thể nhập tiếp các cái hóa đơn bán hàng khác nhau và chúng ta kết thúc nhập cập nhật chứng từ bán hàng ở đây. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn có thể làm cái hóa đơn bán hàng dịch vụ, tức là ở các bạn có thể là một cái doanh nghiệp kinh doanh cái dịch vụ vận chuyển hoặc là kinh doanh cái dịch vụ là gia công cơ khí thì các bạn lưu ý là trong các cái trường hợp mà ví dụ như các bạn làm cái dịch vụ gì đấy mà các bạn thấy là ví dụ như các bạn gia công thì các bạn rõ ràng là trong quá trình nhận gia công cái gì đấy các bạn có thể xuất thêm nguyên vật liệu và cái việc xuất thêm nguyên vật liệu thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ tập hợp toàn bộ cái nguyên vật liệu bằng cái chứng từ phiếu xuất nội bộ và cái phiếu xuất nội bộ này sẽ các bạn sẽ hạch toán và tập hợp chi phí vào tài khoản 154. Đối với đơn vị thi công các cái sản phẩm sản xuất mà nó lại không có cái tính chất là là các bạn ví dụ như một đơn vị người ta à, kinh doanh cái hàng hóa là à, sản xuất các loại cửa kính nhôm kính hoặc là cửa nhựa thì các bạn thấy là mỗi lần sản xuất từ một đơn hàng khác nhau và nó không bao giờ có cái 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 không bao giờ có cái cái sản phẩm nào nó giống nhau. Mỗi sản phẩm một kích thước khác nhau. Thế thì đối với các cái trường hợp đấy thì các bạn phải sử dụng sang cái phần mềm là cái phiên bản dành cho công ty xây dựng Và chúng ta nhận làm cho một đối tượng nào về cái số lượng cửa cho một cái ngôi nhà nào đấy Chúng ta coi đấy là một cái, cái 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 công trình và chúng ta tập hợp chi phí theo kiểu công trình Và ở đây ví dụ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn viết một cái hóa đơn bán hàng dịch vụ Ví dụ chúng ta à, viết hóa đơn bán hàng dịch vụ cho điện lực Nghệ An chúng ta ghi vào đây tài khoản 131 và chúng ta ghi vào là tài khoản ngày hạch toán cũng kê giống như ở bên hóa đơn bán hàng kiếm việc xuất kho chúng ta sẽ ghi thì các bạn khi các bạn enter các bạn sẽ thấy là lúc nãy cái 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 số hóa đơn ở bên cái hóa đơn bán hàng game score là cái số cuối cùng là có đuôi là 91. Bây giờ các bạn nhập mới một cái hóa đơn này thì nó là có đuôi là 92. Trừ khi các bạn quản lý cái hóa đơn theo từng quyển số, tức là ở trên cái phần này còn không các bạn sử dụng một quyển hóa đơn các bạn viết liên tục thì các bạn sẽ thấy là chương trình nó tự động tăng lên mỗi lần một đơn vị. Ở đây chúng ta ghi vào nhóm hàng cái thuế là ví dụ như dịch vụ vận chuyển Thì các bạn thấy là các bạn đánh vào cái tài khoản doanh thu Ở đây có thể các bạn xóa đi và các bạn Nhìn thấy là các bạn chúng ta sẽ ghi vào cái tài khoản là cái tài khoản 5113 Tức là cái tài khoản doanh thu dịch vụ Ở đây ví dụ chúng ta có cái đơn hàng dịch vụ chúng ta là cung cấp là 15 triệu Nếu có chiết khấu các bạn đánh tỷ lệ chiết khấu Nếu không có chiết khấu các bạn có thể đánh vào là cái cái, cái, à, à, các bạn không có chiết khấu các bạn bỏ trống và đến cái ô mã thuế thì các bạn thấy là sẽ tính ra cái tiền thuế trong trường hợp các bạn làm tròn thì các bạn lưu ý là à, ở cái tiền thuế này chúng ta muốn sửa chúng ta không thể sử dụng cái phím sửa dùng tiền mà cái tiền thuế này các bạn muốn sửa các bạn sẽ phải kích vào cái nút sửa tiền thuế các bạn sẽ thấy là các bạn có thể bôi đen chỗ này và các bạn đánh lại với cái giá trị thuế khác nhau à như vậy là chúng ta tiếp tục enter đến cái dòng thứ hai nếu có chúng ta có thể đánh tiếp và chúng ta enter đến nút lưu chứng từ à, dĩ nhiên là các bạn sẽ nhập mã số thuế vào và các bạn thấy là như vậy là chúng ta đã hạch toán xong cái cái hóa đơn bán hàng dịch vụ sau khi bán hàng xong thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái phiếu thu tiền nếu chúng ta thu tiền mặt và nếu khách hàng chuyển qua tài khoản ngân hàng thì các bạn lưu ý là khi các bạn hạch toán qua tài khoản À, 131 thì các bạn lưu ý là đấy là tổng tiền thanh toán là bao gồm cả thuế và doanh thu. Thế thì ở đây ví dụ tôi ví dụ như là khách hàng chuyển khoản cho chúng ta qua tài khoản à, ngân hàng. Ở đây chúng ta chọn là Điện lực Nghệ An chuyển cho chúng ta ở đây là tài khoản 112 là tiền gửi ngân hàng thứ nhất. Ví dụ mùng 7 tháng 1 chuyển cho chúng ta cái số tiền là 20 triệu. Chúng ta đánh vào tài khoản 131 và 20 triệu. Thì ở đây các bạn lưu ý là sau khi các bạn nhập hết các cái thông tin ở đây các bạn lưu chứng từ thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái sổ kế toán công nợ chúng ta sẽ vào báo cáo kế toán chi tiết sổ công nợ báo cáo công nợ phải thu khách hàng chúng ta có thể vào xem sổ chi tiết công nợ của một khách hàng chúng ta chọn điện lực nghệ an ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng tôi đánh từ đầu năm thì các bạn nhìn thấy là ở đây là cái phần này à, dòng thứ nhất là cái hàng hóa có 300.000 và dòng thứ hai là hàng hóa thứ hai là có 960.000 và ở đây trong cái hóa đơn cũng là cái hóa đơn này thì các bạn nhìn thấy là có cái phần chiết khấu 96.000 và cái tiền thuế giá trị gia tăng là 116.000 thì như vậy là các bạn thấy là ở đây chúng ta đã thấy là cái hóa đơn thứ nhất là có yếu tố như thế và ở cái hóa đơn thứ hai ấy, thì các bạn nhìn thấy là có phần doanh thu là 15 triệu và tiền thuế là một triệu rưỡi ở cái báo có của tài, của ngân hàng này thì các bạn nhìn thấy là các bạn có thể đấy là khách hàng đã chuyển cho mình là 20 triệu và cái số dư công nợ cuối kỳ là số dư tài khoản 131 là dư có 2 triệu 1... 2 triệu 219.600 đồng như vậy là các bạn thấy là khách hàng đã chuyển quá tiền cho mình và trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể trả lại tiền thông qua các cái phiếu chi hoặc là chuyển trả lại qua ngân hàng hoặc là trong các cái trường hợp uh, nếu khách hàng liên tục mua hàng của mình thì cái phần này coi như là cái phần người mua trả tiền trước cho chúng ta và cái phần này trong bảng cân đối kế toán các bạn sẽ thấy là nó sẽ lên ở bên phần nguồn vốn như vậy chúng ta có thể xem là cái sổ chi tiết công nợ của khách hàng ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm với các bạn là đối với cái trường hợp mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thì các bạn lưu ý là à, có thể cái doanh nghiệp đấy là có nhiều cái loại nguyên vật liệu chúng ta vào thử một cái loại nguyên vật liệu chúng tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn à, ở đây là các bạn ghi là nguyên vật liệu 01 một chẳng hạn đơn vị tính như này các bạn thấy là tài khoản ở đây sẽ là phải là một 15... năm 21 các bạn có thể để tài khoản doanh thu và giá vốn như thế để trong cho các cái trường hợp như là chúng ta xuất bán nguyên vật liệu thế thì chúng ta chọn nhận. Sau khi chúng ta thoát ra thì chúng ta thế vào ở trong cái phần cập nhật chứng từ về xuất kho nội bộ. Và các bạn lưu ý là khi xuất kho đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mà chúng ta lại phải xuất một số các cái nguyên vật liệu để các bạn à, phục vụ cho cái việc là à, có được cái dịch vụ để cung cấp cho các cái doanh nghiệp khác, các cái đối tượng khác, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ phải sử dụng cái phiếu xuất nội bộ, cái phiếu xuất nội bộ thì nó chỉ xuất cái giá vốn. Và các bạn lưu ý là ở trong này khi chúng ta sử dụng các cái sử dụng cái chức năng tính giá bình quân gia quyền thì các bạn thấy là à, ở trong cái phiếu xuất bình thường các bạn chỉ xuất số lượng và cuối mỗi tháng thì các bạn chạy chức năng tính giá trung bình thì chương trình sẽ à, tự động tính giá trung bình và áp giá vào các cái phiếu xuất đồng thời định khoản. Ở đây ví dụ chúng ta xuất nhân viên thứ hai là Nguyễn Thủ Kho. thì như vậy, địa chỉ là kho xưởng công ty. Các bạn lưu ý là ở đây thì khi các bạn xuất thì thường là người thủ kho là người nhận hàng và các bạn ghi là xuất nguyên vật liệu phục vụ gia công. Ở đây chúng ta ví dụ ngày mùng 8 tháng 1. Quyền về xuất chúng ta chọn mã hàng, ở đây chúng ta chọn có để chọn mã hàng nguyên vật liệu. Chúng ta chọn công ty. À, dĩ nhiên là chúng ta xuất ví dụ 15 đơn vị thì các bạn thấy là cái ô giá và tiền chúng ta enter cái nó bỏ qua ngay. Không cần phải đánh vào. Ở đây khi chúng ta lưu chứng từ thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn thấy là tài khoản nợ ở đây chúng ta đánh 154 nhưng cái tài khoản có nó lấy thực tiếp từ khỏi tài khoản danh mục à, hàng hóa vật tư để chúng ta chọn lưu thì chương trình sẽ báo ngay cho các bạn là có vật tư xuất âm hoặc tồn nhỏ hơn tồn tối thiểu có nghĩa là cái hàng hóa này chúng ta chưa nhập vào à, cái nguyên vật liệu này chúng ta chưa nhập vào nhưng mà chúng ta đã xuất ra à, ví dụ bây giờ chúng ta đã xuất ra rồi chúng ta sẽ làm một cái phiếu nhập để nhập mua cái nguyên vật liệu này ví dụ chúng tôi nhập mới một cái để phục vụ cái mục đích là 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 chúng ta có được cái chức năng tính giá trung bình chúng ta sẽ nhập vào đây cái cái loại nguyên vật liệu ví dụ ở đây là chúng ta nhập vào công ty là à, 50 và đơn giá tính là 35.000 thì các bạn thấy là chương trình đã như thế chúng ta bỏ chúng tôi bỏ qua cái phần kê thuế các bạn có thể trong quá trình làm nếu có hóa đơn thuế các bạn tự cập nhật vào À, sau khi chúng ta cập nhật xong những cái vấn đề vừa rồi ấy, thì các bạn lưu ý là ở trong cái phiếu thu này không đơn thuần chúng tôi chỉ nói về việc thu hàng à, thu tiền hàng mà các bạn có thể lập phiếu thu bất cứ cái gì ví dụ như thu lại tiền tạm ứng hoặc là rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ à, thì các bạn lưu ý là à, trong các cái trường hợp như là ở đây có cái phần liên quan đến cái phần à, chứng từ à, thu tiền là có cái nghiệp vụ là nghiệp vụ rút tiền gửi về ngân hàng và nhập quỹ và cái chứng từ là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng thì các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ không nhập hai cái giấy báo nợ báo có đối với hai nghiệp vụ này chúng ta chỉ ưu tiên nhập phiếu thu phiếu chi tức là chúng ta sẽ lấy chứng từ giấy báo có giấy báo nợ ngân hàng làm chứng từ gốc cho phiếu thu và phiếu chi ở đây sau khi chúng ta nhập xong và xuất bán các loại hàng hóa và xuất nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất các loại dịch vụ chúng ta sẽ vào báo cáo tổng hợp nhập tồn chúng ta xem ở đây ví dụ chúng ta xem là chúng ta thấy là ở đây có các loại hàng hóa này chúng ta xuất ra là chưa có tiền xuất cái loại hàng hóa này là chúng ta đã nhập vào không có cái tiền nhập nhưng mà ở đây có cái tồn đầu kỳ chúng ta sẽ kiểm tra cái dòng này các bạn ấn f năm ở cái dòng này kiểm tra xem là cái cái hàng này tại sao không có tiền nhập là cái hàng này là cái hàng xuất ra ở kho khuyến mãi nhập về kho khuyến mãi và chúng ta thấy là chúng ta sẽ xuất bán hàng này thì các bạn thấy là chúng ta kích đúp vào dòng này để chúng ta sửa chứng từ này thì chúng ta thấy là hiện tại chúng ta đã xuất cái hàng này là chúng ta đã xuất ra từ kho công ty như vậy chúng ta sai kho chúng ta chọn sửa chứng từ chúng ta chọn kho khuyến mãi chúng ta lưu chứng từ dĩ nhiên sẽ báo là có phần xuất âm ở đây chúng ta lưu ý là cái hàng thứ hai này chúng ta thấy cái tồn kho đầu kỳ tại sao cái tồn kho đầu kỳ 100 mà nó vẫn báo âm khi chúng ta xuất có nghĩa rằng chúng ta đã vào số tồn kho đầu kỳ là bị sai chúng ta sẽ vào tồn kho đầu kỳ vào tồn kho đầu kỳ chúng ta sửa chúng ta thấy là chúng ta cái hàng hai này chúng ta vào công ty chúng ta sẽ sửa lại mã kho ở đây cho chính xác tuy nhiên khi các bạn làm uh, số liệu thì các bạn lưu ý là uh, tất nhiên sẽ có những sai sót và các bạn đơn giản là có sai các bạn mới biết sửa thế thì các bạn cứ mà dạn nhập thì các bạn mới biết được là mình có sai chứng từ hay không ở đây chúng ta quay lại tổng hợp nhớ tồn chúng ta xóa mã kho đi để sau mỗi lần chọn thì các chương trình nó tự động là lưu lại cái mã để các bạn không phải đánh vào các lần sau các bạn lưu ý là ở đây dĩ nhiên là các bạn thấy là cái giá trị tiền ở đầu kỳ này mà trong trường hợp cái kho khuyến mãi thì các bạn thấy là nó không có giá trị tiền chỉ tồn số lượng nhưng mà ở đây toàn bộ là cái ví dụ của chúng ta ở đây cái nguyên vật liệu này chúng ta đã thấy xuất ra 15 đơn vị mà chưa có giá vốn vậy chúng ta sẽ tính giá vốn như thế nào chúng ta vào cập nhật số liệu vào xuất nhập nội bộ nhập xuất nội bộ các bạn chạy chức năng tính giá trung bình các bạn chọn từ tháng 1 đến tháng 1. Với cái số liệu của chúng ta ở đây là chúng ta ví dụ ở cái tháng 1 cho nên chúng ta chọn nhận. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là khi chúng ta quay lại cái tổng hợp yếu tồn, chúng ta nhìn thấy được ngay cái là cái tiền suất đã nó đã hiện lên. Các bạn thấy là ở cái ở đây cả cái dòng này đã có cái giá trị suất như vậy chúng ta đã có được tổng hợp yếu tồn. Trong khi đấy quá trình chúng ta làm thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ vào kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản ngày mùng 1 đến ngày 31. Các bạn thấy là ở đây cái phần giá vốn đã thấy là có 7 triệu rưỡi. Và cái phần 154 là các bạn xuất ra từ cái phục vụ uh, phục vụ cho sản xuất các cái loại dịch vụ. Các bạn thấy là phần 154 đã có cái này. Các bạn lưu ý là phần 154 này cuối mỗi kỳ kế toán các bạn chuyển toàn bộ lên ờ uh, hai để xác định kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là như thế các bạn lưu ý là chúng ta đã làm cơ bản một số các cái nghiệp vụ kế toán ở trên cái phần mềm kế toán thương mại chúng ta có rất nhiều các cái nghiệp vụ khác như liên quan đến tài sản cố định và công cụ dụng cụ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau à, ở cái phần này chúng ta thấy là chúng ta đã có được tất cả những cái sổ kế toán tổng hợp cho đến là cái báo cáo thuế à, báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ có được sau khi chúng ta cuối kỳ cái chuyển dữ liệu và hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn tổng hợp số liệu trên phần mềm ở đây chúng ta đã xem được tất cả những cái liên quan đến vấn đề về thu tiền bán hàng và bán hàng bán hàng dịch vụ